Nhắc đến những tựa game đối kháng huyền thoại, chúng ta phải kể đến hai cái tên đã làm thay đổi thể loại game đối kháng là Street Fighter và The King of Fighter. Hai tựa game đã cạnh tranh, hợp tác với nhau trong suốt dòng chảy lịch sử ngành công nghiệp game. Và giờ đây, King of Fighter đã xuất hiện trên thị trường GameFi nhờ vào nền tảng Marble X với sức nặng từ cái tên trong series game đối kháng The King of Fighter Arena do Netmarble phát hành sẽ đem lại làn gió mới trong thị trường GameFi đang khá ảm đạm ngày qua. Vậy tựa game Free to Earn này có gì hot? Hãy cùng MMG Play to Earn chúng mình tìm hiểu nhé! Marble X là một nền tảng trò chơi được xây dựng trên blockchain của Clayton với công ty mẹ là Netmarble. Hệ sinh thái này đang có trong tay những tựa game đình đám như ABBA Still Alive, Ni No Kuni. Hệ sinh thái này cung cấp những tựa game chất lượng, từ đồ họa, gameplay và nguồn thu nhập hợp lý cho game thủ, đem đến sự khác biệt hoàn toàn so với các game NFT khác trên thị trường. The King of Fighter Arena cũng không nằm ngoại lệ, là một tựa game đối kháng được phát triển dưới sự hợp tác của Netmarble và SNK, lần đầu tiên ra mắt vào sự kiện Tokyo Game Show năm 2022. Sản phẩm này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các game thủ, tương tự trò chơi gốc của mình. Để giành chiến thắng, người chơi cần sử dụng kỹ năng của mình kết hợp với các skill có sẵn của nhân vật để tung đòn hạ gục đối phương. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm trong quá khứ của mình, The King of Fighter Arena được đẩy tốc độ hơn. Các kỹ năng nhân vật sẽ đơn giản hóa để tối ưu trải nghiệm trên các thiết bị mobile. Game đã ra mắt trên khắp nền tảng PC, Android và iOS. Tuy nhiên, do bị hạn chế ở thị trường Việt Nam, các bạn muốn tải game trên các thiết bị di động cần đổi sang cửa hàng ở quốc gia khác hoặc tải thông qua kho ứng dụng bên thứ ba. Đó là sơ lược về King of Fighters. Bây giờ hãy cùng chúng mình bước sang phần gameplay nhé! The King of Fighters Arena với lối chơi chiến đấu PvP đối kháng thời gian thực cùng dàn nhân vật vô cùng hùng hậu từ tựa game gốc. Bạn sẽ lựa chọn cho mình những võ sĩ ưng ý nhất để chinh chiến qua mỗi trận đấu nghẹt thở. Mỗi trận đấu sẽ có 3 round, sẽ tương đương 3 nhân vật khác nhau. Chỉ cần thắng trong 2 round, bạn sẽ giành chiến thắng cả trận. Game sẽ có 2 chế độ chơi cho bạn lựa chọn là 1v1 và 3v3. Chế độ 1v1, bạn sẽ chọn 3 đấu sĩ cùng mình chinh chiến qua mỗi round đấu. Chế độ 3v3 sẽ có 6 người chơi chia đều cho 2 đội, sẽ lần lượt từng người thi đấu với nhau. Team nào thắng được 2 round trước sẽ chiến thắng. Cơ chế earn của game vô cùng đặc biệt. Bạn cần có NFT controller để earn được đồng FM qua mỗi trận đấu. Các controller chia thành 5 độ hiếm khác nhau. Độ hiếm càng cao, các thuộc tính của bộ điều khiển càng cao. Các thuộc tính sẽ ảnh hưởng đến độ bền, tỷ lệ earn và xác suất ra Mystery Box. Sẽ có 4 thuộc tính: Efficiency, Luck, Comfort và Resilience. Với Efficiency sẽ tăng lượng earn được đồng FM. Luck là chỉ số xác định được xác suất kiếm Mystery Box. Resilience sẽ là chỉ số xác định được khả năng giảm độ bền và giá sửa chữa controller. Thuộc tính này càng cao thì controller sẽ được dùng càng lâu, đồng thời giá khi sửa chữa sẽ tiết kiệm hơn. Cuối cùng là Comfort sẽ được update tính năng trong tương lai. Khác với controller, King of Fighter Arena có một cơ chế earn khác là Fighter Card. Với Fighter Card, cho phép người chơi được chia phần trăm lợi nhuận thông qua cơ chế phân phối phần thưởng dưới dạng đồng FCT token. Sẽ có 4 độ hiếm. Độ hiếm càng cao sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ phần thưởng. Fighter Card sẽ cung cấp cho người chơi những quyền lợi độc quyền. Có thể kể đến như sau khi kết thúc mùa giải, người chơi nắm giữ Fighter Card sẽ được nhận thêm phần thưởng bonus là đồng FCT hay được huy hiệu đặc biệt trong Discord. Ngoài hai cơ chế trên, người chơi free to play cũng có thể sử dụng kỹ năng của mình leo bảng xếp hạng của trò chơi. Khi vào được top, phần thưởng sẽ lên 1.600.000 đồng FM. Chắc chắn đây sẽ là động lực cực kỳ hấp dẫn để bạn leo bảng xếp hạng đấy. Đó là sơ lược bạn có thể làm trong The King of Fighter Arena. Bây giờ hãy cùng chúng mình bước sang phần Tokenomics nhé. Nền kinh tế của game được chia thành hai loại: loại tiền tệ giao dịch trong game và tiền tệ giao dịch trên nền tảng blockchain. Với loại tiền tệ trong game bao gồm FM, Diamond, Black Diamond và Mystic Cubes. Trong số này, FM và Black Diamonds sẽ đóng vai quan trọng nhất. FM sẽ được sử dụng để nâng cấp mastery của các đấu sĩ, sửa chữa controller và để đổi sang đồng FCT. Black Diamonds sẽ được làm phí khi đổi đồng FM.
Fighters Club Token FCT là token chính được sử dụng trên nền tảng Marble X, dùng để lưu thông giữa đồng in-game với đồng giao dịch blockchain. Người chơi có thể đổi từ đồng FM trong game sang FCT. Người dùng có thể kiếm được FCT thông qua các Fighter Card. Tổng cung của FCT là 1 tỷ token, được phân bổ như sau: 62% dành cho việc chuyển đổi sang sàn giao dịch Marble X, 25% sẽ dành cho marketing, 10% cho việc điều hành và 3% để game thủ có thể chuyển đổi từ FCT sang MBX giao dịch trên sàn. Hiện tại, dự án đang bước vào những giai đoạn đầu tiên. Dự án đã hoàn thành được một nửa trong Phase 1 và vẫn đang nỗ lực hoàn thành những tính năng mới trong thời gian tới. Và đó là những điều bạn cần biết về The King of Fighters Arena. Liệu sau thương hiệu toàn cầu Ni No Kuni không nhận được những ý kiến tích cực từ game thủ, thì King of Fighters có gỡ gạc điều đó cho Netmarble? Hãy cùng chúng mình chờ đợi nhé! Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh và ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ thị trường blockchain. MMG Play to Earn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!